Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm tơi xốp đất để trồng rau nha các bạn nhé. Trồng rau hay trồng các loại hoa cũng được các bạn ạ. Đầu tiên thì các bạn dùng một cái xuồng như mình kia nha các bạn nhé. Bởi vì trong vườn ấy thì hay có đá này, gạch này. Nếu như các bạn mà dùng cuốc, các bạn cuốc luôn ấy thì rất dễ bị mẻ cuốc ấy. Để các bạn xới lên các bạn nhé. Bởi vì ở đây trước nhà mình là một cái nền nhà ấy, nên là có rất là nhiều gạch các bạn. Mặc dù đã được xới qua xới lại rồi ấy, nhưng nó vẫn có các bạn ạ. Các bạn nhặt và dọn dẹp đá gạch vào các bạn nhé. Khi mà các bạn làm tơi xốp đất thì các bạn chỉ vất vả cái lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên thì các bạn phải hết sức là vất vả đấy, các bạn phải nên là làm ít một thôi nhá. Mỗi ngày mình là làm một ít thôi, chứ cũng không nên là làm luôn một thể luôn ấy, như vậy nó sẽ bị mệt đấy các bạn. Bởi vì trong vườn thì các bạn sẽ phải làm rất nhiều các công đoạn. Đến cái công đoạn này rồi thì các bạn dùng cuốc nha các bạn nhé. Các bạn xới cho tơi xốp lên. Có những hòn đá, hòn gạch nào thì các bạn nhặt hết nhá. Chỉ để lại lá cây này, hoặc là cỏ này, hoặc là những cái cành nhé các bạn mà nó có thể mục được ấy. Bởi vì đang lúc này là trời mùa hè các bạn. Trời rất là sớm đấy, nhưng mà đã nắng rồi các bạn ạ. Nếu như mà các bạn có một cái cuốc sắt thì các bạn sẽ cuốc nó sẽ nhẹ nhàng hơn các bạn nhé. Thay vì những cái cuốc mà nó bị cùn ấy thì các bạn cuốc nó sẽ vất vả hơn. Trước đây là mình cũng có trồng một cây hoa hồng đây này các bạn này. Nhưng mà cây hoa này thì mình cũng đang tính để sẽ chuyển sang một vị trí khác các bạn ạ. Khi mà các bạn cuốc đất tơi lên này các bạn nhé, để cho đất nó được gọi là giống như kiểu là nó không được bó lại các bạn, thì các bạn tơi xốp lên thì ví dụ như kiểu là sẽ có nhiều oxy hơn này, có nhiều cái các bạn có thể giống như kiểu là các bạn tơi xốp lên ấy thì nó sẽ ngấm nước nhiều nhiều hơn các bạn ạ. Theo mình ấy thì các bạn cũng có thể dùng chấu nhé các bạn nhé. Chấu này, giò này, mùn cưa này, hay bất kỳ một cái gì nhá các bạn nhá. Các bạn cứ trộn vào với đất các bạn ạ. Nếu như các bạn nhà nào mà nuôi gà này, hoặc là nuôi trâu bò ấy, thì những cái phân hữu cơ đấy thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Nhưng ở đây thì mình nó cũng gần nhà mình ấy, nên là mình hướng dẫn các bạn bằng cách là các bạn sẽ cắt những cái cỏ nhé các bạn nhé, cỏ hoặc là lá cây này, hoặc là những cái cây dại nhé các bạn, ví dụ như là cây phân xanh này. Thực ra thì có khá là nhiều các loại cây ấy, mà mình cũng không biết được là cây gì đâu các bạn, nhưng mà các bạn cũng có lưu tâm cho mình là cứ có lá là được các bạn ạ. Lá rồi cành nhỏ rồi cỏ rồi rác rồi lá cây, có cái gì cũng được các bạn ạ. Các bạn sẽ gom lại hết cho mình nhá.
Đây đây là mình đi cắt ở vườn nhà mình thôi. Chứ lẽ ra là mình phải đi ra ngoài đường ngoài kia các bạn nhỉ. Ngoài đường hoặc là những cái chỗ gần gần những cái núi ấy các bạn, thì cỏ thì vô cùng nhiều luôn. Nó rất là khác biệt cách đây hàng chục năm hay 20 năm về trước các bạn ạ. Ngày nay thì cỏ mọc đầy đường luôn, chẳng ai cắt. Tuy nhiên nếu như các bạn cắt được về thì quá là tuyệt vời luôn. Các bạn nếu có thời gian nhá, là các bạn dùng dao này, hoặc là các bạn dùng máy, hoặc là dùng liềm, hay dùng một cái gì đấy, các bạn cắt nhỏ ra cho mình nhá. Tí nữa các bạn cắt nhỏ xong các bạn sẽ trộn với đất nhá. Nếu mà các bạn có một ít men, kiểu men vi sinh thì cho nó lên lên men thì lại ủ, thế thì quá tuyệt vời luôn. Nhưng bởi vì mình thì cũng không làm được theo cái quy trình đấy các bạn, bởi vì là mình chỉ để vào đấy thôi, để vào cái chỗ đất thôi. Đây các bạn nhá, đấy mình để vào đây thôi thì nó sẽ tự đất nó sẽ tơi xốp thôi các bạn ạ. Các bạn có nhiều thì các bạn sẽ để nhiều nhá, mỗi lần thì các bạn sẽ làm cho mình một ít thôi, cứ dần dần nó sẽ được nhiều cho các bạn ạ. Các bạn cũng không nên là làm một lúc ngay thì nó lại khá là vất vả, các bạn lại làm việc mệt rồi thì các bạn sẽ tranh thủ đi làm những cái việc khác như là quét nhà, quét sân hay là giặt giũ hay là làm cái gì đấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Các bạn chỉ làm độ 1-2 tiếng thôi các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.